Thưa quý vị, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, khi bước vào ngư trường lớn, hoạt động nghề cá không chỉ còn là hoạt động khai thác đánh bắt mà còn mang ý nghĩa đối ngoại, hợp tác gìn giữ các công ước quốc tế trên biển. Vì vậy, tạo chuyển biến mới trong nhận thức của người dân khi tham gia sân chơi lớn này cũng chính là một trong những chiến lược phát triển kinh tế biển của thành phố Đà Nẵng. Phóng sự được thực hiện nhân ngày truyền thống nghề cá Việt Nam ngày 1 tháng 4. Theo nhận định của các chuyên gia, ngoài ảnh hưởng từ dịch COVID-19 và biến động giá xăng dầu, thì hoạt động nghề cá của Đà Nẵng đang trong giai đoạn bị chững lại do gặp phải nhiều rào cản từ luật quốc tế, đặc biệt là việc phân vùng hạn chế đánh bắt trong vùng biển đặc quyền và khu vực nội thủy, cũng như những quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định. Trong khi đó, nhận thức của ngư dân về những vấn đề này còn chuyển biến chậm. Tư duy đánh bắt kiểu cũ và truyền thống chính là những nguyên nhân khiến nghề cá Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Tại vì bà con chưa có hiểu cái vấn đề về ranh giới biển. Chứ còn thực ra là cái đường ranh giới biển mà theo khuyến cáo của Hội Nông Dân á, thì nó đã ở cái ranh giới, nghĩa là vùng biển của nước bạn rồi. Đó, cho nên là cái vùng mà khai thác cho phép khai thác mà Việt Nam mà đã cái hợp bên Hội Nông Dân mà đã kể lên á, thì là nó cái vùng biển rất là rộng lớn. Việc thay đổi tư duy là giải pháp dài lâu và bền vững để phát triển nghề cá sau này, tuy nhiên đòi hỏi rất nhiều thời gian. Phần lớn ngư dân hiện nay đều chỉ khai thác biển theo lợi ích ngắn hạn như các hoạt động giã cào, tận thu bất chấp quy định của nhà nước. Để giải quyết tình trạng này, thời gian qua, các ngành chức năng Đà Nẵng đã phối hợp với địa phương tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, tập huấn về luật thủy sản cho ngư dân cũng như hỗ trợ thành lập các tổ đoàn kết khai thác trên biển. Cảm ơn thành phố đã hỗ trợ và giúp đỡ cho ngư dân rất chi là nhiều. Về nghị định 47 là giúp đỡ cho ngư dân là được đóng mới, rồi hỗ trợ cho ngư dân 800 triệu và đồng thời hỗ trợ đăng ký đăng kiểm lúc ban đầu rất chỉ là nhiều. Thực tế cho thấy các điều luật tạo thuận lợi rất lớn cho các hoạt động nghề cá về lâu dài. Ngoài việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, việc tuân thủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định sẽ giúp nâng cao giá trị hải sản của chúng ta khi xuất khẩu sang các thị trường lớn. Thực ra đối với châu Âu thì họ mong muốn mình làm đúng cái quy định của cộng đồng châu Âu đề ra, là ví dụ mình khai thác phải minh bạch, tức là mình không có được làm sấn lấn chiếm các cái vùng biển của các cái nước khác. Cái thứ hai là trong quá trình khai thác đánh bắt thì mình phải làm tuân thủ, ví dụ mình không được khai thác ví dụ như đánh mìn cái thứ đấy, thì các thứ đó, hoặc là ví dụ như mình kiểm soát các tàu biển đi biển ấy, thì mình phải kiểm soát tốt cái lịch trình của tàu đi biển đến vùng biển nào, khai thác những cái con gì và tuân thủ các cái luật pháp quốc tế. Phát triển kinh tế biển là một trong những chiến lược mũi nhọn của thành phố Đà Nẵng trong nhiệm kỳ này cũng như trong thời gian tới. Để thực hiện được mục tiêu này, thay đổi tư duy làm nghề cá, nâng cao nhận thức trách nhiệm của ngư dân là giải pháp then chốt và bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.